Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tập hợp lại những tin tức đã diễn ra trong tuần qua và gửi đến quý vị một video tổng hợp. Và ngay sau đây, kính mời quý vị cùng theo dõi. Kế hoạch phê duyệt 500 tỷ đô la cho Ukraine bị hủy bỏ Ngày càng có nhiều kế hoạch hòa bình cho Ukraine xuất hiện ở phương Tây được đề xuất cho cựu Tổng thống Donald Trump thực hiện nếu như ông thắng cử. Gần đây nhất là kế hoạch cho Ukraine vay 500 tỷ đô la và Nga được đề xuất là quay trở lại biên giới vào năm 2022. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ sẽ không đồng ý cho việc thực hiện kế hoạch này, không chỉ về mặt chính trị mà cả về mặt kinh tế. Kế hoạch cho Ukraine mượn 500 tỷ đô la là một trong số những giải pháp cho cuộc xung đột đang diễn ra, được cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đưa ra cho cựu Tổng thống Donald Trump. Cựu Ngoại trưởng đề nghị, thay vì tạo gánh nặng cho người dân Mỹ bằng cách tăng thuế để người dân phải chi trả các hóa đơn ở mức giá cao hơn, thì hãy để Ukraine vay số tiền cần thiết mua vũ khí của Mỹ để đánh bại Nga. Theo lời giải thích từ ông Pompeo, Mỹ chưa bao giờ công nhận việc các nước vùng Baltic gia nhập Liên Xô. Ukraine cần được khôi phục thông qua các khoản bồi thường từ tài sản bị đóng băng của Nga. Và từ đó, lệnh trừng phạt đối với Nga sẽ được dỡ bỏ nếu như ký áp gia nhập NATO và EU. Có thể nói rằng đây không phải là kế hoạch đầu tiên xuất hiện. Trước đó vào cuối tháng 6, cố vấn của Trump, Kes Kolod, đã đề xuất trang bị vũ khí cho Ukraine để đổi lấy các thỏa thuận hòa bình. Nếu Moscow từ chối đàm phán, Kiev sẽ nhận được vũ khí cần thiết. Ngoài ra, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đề xuất kế hoạch của mình với cựu Tổng thống Trump. Đó là cho phép lực lượng Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa cho bất kỳ cuộc tấn công nào vào lãnh thổ của Nga. Buộc Moscow phải quay trở lại biên giới vào thời điểm thành lập quân khu phía Bắc. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, Điện Kremlin không hề ảo tưởng về cơ sở chính trị Mỹ dưới thời của ông Trump, ông Peskov đã lưu ý rằng chính trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, Mỹ đã bắt đầu đưa ra một số lượng lớn các biện pháp trừng phạt để chống lại Nga. Theo nhà khoa học chính trị Alexey Tchenkov, kế hoạch của ông Pompeo chỉ là một phần trong việc thao túng thông tin của phía Mỹ nhằm đưa ra những vấn đề hóc búa trong trò chơi chính trị đối với Nga. Chuyên gia này tin rằng Mỹ đang cố gắng đe dọa điện Kremlin, trước khi bắt đầu đàm phán với sự hỗ trợ quy mô lớn hơn cho Ukraine, nếu như các điều kiện do Putin đưa ra được duy trì. Chuyên gia quân sự Ilya Granit cũng có quan điểm tương tự. Ông lưu ý rằng ý tưởng của ông Pompeo về việc cho Ukraine vay 500 tỷ đô la sẽ không thể thực hiện vì các hạn chế hiện nay của phương Tây. Trung Đông sắp thành lập liên minh kiểu NATO Một liên minh quân sự khu vực mới tại Trung Đông có thể sắp được thành lập nếu như Thủ tướng Israel đạt được mục đích của mình. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đề xuất thành lập một khối quân sự mới theo phong cách NATO tại Trung Đông, mang tên Liên minh Abraham, trong chuyến đi tới Washington vào tuần trước. Ông cho biết liên minh này được thành lập để chống lại Iran, sẽ bao gồm Israel, Mỹ và bất kỳ quốc gia Ả Rập thân Iran nào muốn tham gia. Thủ tướng Israel đã phát thảo những nét chính của một liên minh kiểu NATO mới giữa Thảo Aviv, Washington và các nước Ả Rập mà ông cho rằng có thể áp dụng nó vào Trung Đông. Tuy nhiên, tiến sĩ Meran Karaba, giáo sư tại Đại học Shattol cho rằng đề xuất này là rất vô lý. Ông Netanyahu đã lên kế hoạch cho điều này trong nhiều năm qua, với nỗ lực bình thường hóa quan hệ của Israel với các nước láng giềng vùng Vịnh được coi là bước đi đầu tiên để thực hiện kế hoạch này. Đó là bởi vì nhóm vận động hành lang của Israel khá mạnh ở Mỹ, đặc biệt là tại Quốc hội với tất cả các nhân vật chính trị của hai đảng như tổng thống Joe Biden cựu Tổng thống Donald Trump cho đến Phó Tổng thống Harris, đều tuyên bố là mình sẽ ủng hộ mạnh mẽ đối với Israel. Trong khi đó, thì ông Netanyahu đang phải đối mặt với áp lực từ phe cánh tả muốn trả lại các con tin, áp lực từ quân đội Israel, vốn đã tuyên bố rằng hiện tại họ không thể đưa những con tin còn lại trở về nhà, thông qua việc tiếp tục sử dụng vũ lực và tiếp tục chiến tranh, cùng với áp lực từ phe cánh hữu muốn xóa sổ hoàn toàn người Palestine. Lễ khai mạc Olympic Paris bị chỉ trích trên toàn cầu Lễ khai mạc Thế vận hội Paris năm 2024 đã bị người dân khắp thế giới chỉ trích gai gắt. Không chỉ treo ngược lá cờ 5 vòng Olympic, cố tình nhầm lẫn đoàn vận động viên Hàn Quốc thành vận động viên Triều Tiên. Mà chủ đề gây tranh cãi nhất là màn trình diễn theo phong cách bữa tối cuối cùng, bị cho là sự nhạo báng đối với những người tin vào Kinh Thánh và Chúa Kitô. Video chính thức về lễ khai mạc Paris năm 2024 dường như đã bị xóa khỏi tài khoản Olympic khi nhận được phản ứng ngày càng dữ dội của người xem. Cụ thể, trong màn trình diễn bữa tối cuối cùng, thì ở trung tâm là một người phụ nữ với vườn miện hình vòng hào quang màu vàng. Xung quanh là một số nghệ sĩ giả gái và hàng chục vũ công và nghệ sĩ biểu diễn. Nhiều nhân vật chính trị ở Mỹ và những người có đức tin tôn giáo đều bày tỏ sự phẫn nộ trước màn trình diễn này. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán trong bài phát biểu tại thành phố Palatunas của Romania vào ngày 27 tháng 7 đã cho biết, Lễ khai mạc Thế vận hội Olympic ở Paris cho thấy phương Tây đã không còn nền tảng đạo đức chung. Theo ông Oban, phương Tây cho rằng các quốc gia dân tộc không còn tồn tại. Và kết quả là họ đã phủ nhận có một nền tảng văn hóa chung và một đạo đức chung được xây dựng trên nền tảng đó. Nếu như bạn xem lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Paris, bạn sẽ thấy không có giá trị đạo đức chung nào còn tồn tại ở châu Âu nữa. Còn Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cùng ngày cũng đã trích dẫn một câu kinh thánh trên mạng xã hội và viết rằng, việc chế nhạo bữa tiệc lì đêm qua đã gây sốc và xúc phạm những người theo đạo Cơ đốc giáo trên khắp thế giới đang theo dõi lễ khai mạc Olympic. Trong khi đó thì doanh nhân người Mỹ Elon Musk đã viết trên mạng xã hội X rằng những màn trình diễn có sự tham gia của những người chuyển giới tại lễ khai mạc thế vận hội là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng và công khai ủng hộ việc dối loạn giới tính. Ông Elon Musk đã viết rằng, trừ khi có thêm dũng khí đứng lên vì công lý và lẽ phải, nếu không cơ đốc giáo sẽ bị diệt vong. Ngay sau lễ khai mạc, gã khổng lồ viễn thông Mỹ Cipri đã thông báo trên nền tảng xã hội rằng họ sẽ rút tài trợ quảng cáo cho Thế vận hội. Đây là phát súng đầu tiên vào cuộc tẩy chay Thế vận hội của các công ty. Phó Thủ tướng Ý Matteo Salvini đã đăng bức ảnh nữ hoàng kéo cạnh hình ảnh gốc của bữa tối cuối cùng lên trang mạng xã hội của mình và chỉ trích màn trình diễn. Ông đã biết rằng, người dân Pháp thân mến, một màn trình diễn xúc phạm hàng tỷ người theo đạo Cơ đốc trên khắp thế giới là một cách khai mạc Thế vận hội rất tồi tệ, thật là đẳng cấp thấp kém. Đối mặt với những lời chỉ trích này, giám đốc nghệ thuật Thomas Solly đã phát biểu trong một cuộc họp báo tại Ủy ban Olympic quốc tế rằng đây không phải là ý định của ông. Ông giải thích rằng, chúng tôi muốn hòa nhập với tất cả các quốc gia trên thế giới, chỉ đơn giản như vậy thôi. Ở Pháp, chúng tôi có quyền tự do sáng tạo, tự do nghệ thuật. Chúng tôi thật may mắn khi ở Pháp khi được sống trong một đất nước tự do. Tuy nhiên thì không phải tất cả người dân Pháp đều có quan điểm như chủ tịch kiêm giám đốc nghệ thuật này. Một số cư dân mạng nước Pháp đã đăng tải những bức ảnh trên X với dòng chữ: "Đây không phải là nước Pháp và tôi xin lỗi thế giới." Ngoài ra, một số cư dân mạng cũng đề cập đến Khải huyền và bình luận rằng: "Lễ khai mạc Olympic thậm chí không còn che giấu các nghi lễ của Satan nữa, không còn bất cứ thứ gì ẩn giấu trong tầm mắt của chúng ta. Đây là những thế lực bóng tối ma quỷ của Satan." chúng muốn làm lù mờ ánh sáng. Bạn đã nhìn thấy được đầu lâu, hình mẫu chết chóc, đèn đỏ của quỷ sa tăng, trẻ em bị mắc kẹt trong các đường hầm và có ai để ý đến hình ảnh người cưỡi ngựa xám bước ra từ sách Khải Huyền hay không? Chúng muốn gây chết chóc và đau thương cho nhân loại. Máy bay chiến đấu C-35 của Trung Quốc kém xa F-35 của Mỹ theo truyền thông Trung Quốc, máy bay chiến đấu J-35 của Trung Quốc đã sẵn sàng phóng từ tàu sân bay và có khả năng chiến đấu với máy bay F-35 của quân đội Mỹ. Trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục gia tăng trên bán đảo Đài Loan. Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra rằng hầu hết các máy bay chiến đấu của Trung Quốc đều là hàng nhái và hiệu quả chiến đấu thực tế của chúng không thể vượt qua quân đội Mỹ. F-35 có lợi thế tuyệt đối về khả năng tàng hình, hệ thống điện tử hàng không, động cơ và các yếu tố hiệu suất khác so với J-35 cả hai thậm chí không cùng đẳng cấp. Tờ NTD đã được tin rằng, trong chuyến thử nghiệm trên biển lần thứ ba của tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc vào đầu tháng này, một phiên bản của Z35 đã được mang lên tàu và có thể sẵn sàng phóng ngay lập tức. Theo đó, thì thân máy bay và cấu hình bên ngoài của loại máy bay này rất giống với F-35. Và máy bay chiến đấu này được thiết kế để cạnh tranh với máy bay F-35 của quân đội Mỹ. Z35 được Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thẩm Dương của Trung Quốc phát triển lần đầu tiên được công khai ra mắt tại triển lãm hàng không Chu Hải vào năm 2014. Máy bay này thường được coi là máy bay thế hệ tiếp theo của Trung Quốc trên tàu sân bay và được gọi là C-35. Theo các nhà quan sát quân sự, tư duy chiến lược quân sự của chính quyền Bắc Kinh là muốn phát triển bất kỳ nền tảng vũ khí nào mà người Mỹ có được. Nhưng mà bản thân họ lại không có nền tảng nghiên cứu. Vì vậy mà tất nhiên, lựa chọn duy nhất là đánh cắp công nghệ của Mỹ. Tuy nhiên, đáng chú ý là công nghệ đánh cắp chỉ có thể có được tại thời điểm đó, trong khi công nghệ quân sự của Mỹ lại không ngừng cải tiến và tạo ra những đột phá. Do đó mà những hiệu suất tiếp theo của công nghệ Mỹ vẫn không ngừng được cải thiện, nhưng mà Trung Quốc thì không thể bắt chước được. Chưa kể đến việc các sản phẩm được sản xuất bằng cách bắt chước hoặc đánh cắp, hầu như là không thể vượt qua hiệu suất của thiết kế ban đầu về mọi mặt. Do không có cách nào để tiến hành nghiên cứu và phát triển độc lập nền khoa học cơ bản, đây là quá trình phát triển hệ thống chiến đấu của Trung Quốc đều bị ảnh hưởng. Mặc dù có thể sao chép và học hỏi từ bản thiết kế của các quốc gia khác, nhưng mà những nguyên vật liệu để Mỹ và châu Âu chế tạo vũ khí của họ khá tốt, trong khi nguyên vật liệu của Trung Quốc lại không đủ tốt. Ngoài ra thì về mặt tích hợp hệ thống, mặc dù có thể bắt trước nhưng hiệu quả tích hợp không thể tốt bằng bản gốc. Vì vậy khi sao chép, về ngoài có thể rất giống nhưng mà sức chiến đấu thực tế có thể chỉ bằng 70 đến 80% so với bản gốc. Và so với gì 35 làm, ưu điểm đáng kể nhất của F35 là công nghệ tàng hình. Thiết kế F-35 sử dụng vật liệu hấp thụ radar và hình dạng thân máy bay độc đáo, giúp giảm đáng kể diện tích mặt cắt của radar. Còn về mặt tàng hình, máy bay chiến đấu của Mỹ thường sử dụng sơn để hỗ trợ cải thiện khả năng tàng hình. Và Mỹ hiện nay là quốc gia duy nhất trên thế giới có khả năng này. Một lợi thế quan trọng khác của F-35 là các cảm biến và thiết bị điện tử hàng không tiên tiến. Hệ thống khẩu độ phân tán DIS cung cấp cho F-35 khả năng nhận thức tình huống ở 360 độ, cho phép phi công phát hiện và phản ứng với các mối đe dọa từ mọi hướng. Hệ thống nhắm mục tiêu quang điện tử tích hợp các chức năng nhắm mục tiêu, tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại và chỉ định bằng laser. Hệ thống hợp nhất cảm biến toàn diện này vượt xa khả năng của máy bay chiến đấu dòng J-35 của Trung Quốc và cung cấp cho phi công F-35 khả năng nhận thức tình huống và sức mạnh chiến đấu vô song. Dữ liệu mà chính quyền Trung Quốc công bố cho thấy rằng, phạm vi phát hiện của J-35 chỉ tương đương với máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm và S6V của Đài Loan. Tuy nhiên, thì điểm khác biệt là các con số do phương Tây công bố là thông số chiến đấu thực tế, trong khi dữ liệu do Trung Quốc công bố là thông số thử nghiệm và có một khoảng cách lớn giữa hai bên. Nga sẽ đáp trả việc Mỹ triển khai vũ khí tại Đức Tại một cuộc duyệt binh hải quân tại St. Petersburg, Tổng thống Nga Putin cho biết rằng, nếu như Mỹ triển khai vũ khí tại Đức, thì Nga sẽ không còn bị ràng buộc bởi lệnh tạm dừng triển khai vũ khí tấn công tầm ngắn và tầm trung. Tổng thống Nga đã cam kết sẽ có các biện pháp tương tự để đáp trả kế hoạch triển khai tên lửa tầm xa và siêu thanh của Mỹ tại nước Đức. Theo ông Putin, Nga sẽ tự coi mình thoát khỏi lệnh tạm dừng đơn phương trước đây, bao gồm cả việc tăng cường năng lực của lực lượng ven biển của Hải quân Nga và việc phát triển các hệ thống phù hợp của Moscow đang trong giai đoạn cuối cùng. Trước đó, thì vào ngày 10 tháng 7, Lầu Năm Góc đã tuyên bố rằng họ sẽ bắt đầu triển khai vũ khí tầm xa theo từng đợt tại Đức, bắt đầu từ nay đến năm 2026. Như một phần của kế hoạch triển khai lâu dài các loại vũ khí này trong tương lai, bao gồm SM-6, Tomahawk và các loại tên lửa siêu thanh. Trong những tuần gần đây, cả Washington và Moscow đều đã ra tín hiệu là sẽ sẵn sàng triển khai vũ khí tầm trung trên bộ, vốn đã bị cấm trong nhiều thập kỷ theo Hiệp ước Hoa Kỳ và Liên Xô vào năm 1987. Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận này vào năm 2019 và cáo buộc rằng Moscow đã tiến hành các cuộc thử tên lửa vi phạm hiệp ước. Những cáo buộc bà Nga phủ nhận được đưa ra khi mà căng thẳng gia tăng giữa Moscow và phương Tây sau khi vụ máy bay chở khách của Malaysia chở 298 người đã bị bắn hạ trên bầu trời miền đông của Ukraine, trong khi nước này đang xảy ra chiến tranh. Hầu hết các hệ thống tên lửa của Nga đều có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tư trưởng Ngoại giao Nga Sergei Zhiyakov cho biết rằng Điện Kremlin sẽ không loại trừ khả năng triển khai thêm tên lửa hạt nhân để đáp trả các động thái của Mỹ. Nga chống lại việc quân sự hóa nước Đức Theo Tổng thống Nga Putin, nếu như kế hoạch của Washington và Berlin được thực hiện, thì các cơ sở kiểm soát quân sự và chính phủ quan trọng của Nga sẽ rơi vào tầm ngắm của phương Tây. Sau đó, để đáp lại các bước đi không thân thiện này, Moscow sẽ đơn phương thoát khỏi lệnh cấm được thực hiện trước đó đối với việc triển khai vũ khí tấn công. Đồng thời, việc triển khai theo từng giai đoạn sẽ là sự chuẩn bị cho việc triển khai lâu dài hơn các hệ thống tấn công, bao gồm khả năng siêu thanh và tên lửa hành trình Tomahawk. Và trong bối cảnh đó, bốn quốc gia EU đã nhất trí về việc phát triển hiệp ước INF của riêng họ, bao gồm Pháp, Đức, Ý và Ba Lan. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết trên kênh Phoenix TV rằng điều kiện để hủy bỏ quyết định triển khai vũ khí Mỹ có thể là việc Nga chấm dứt hành động xung đột tại Ukraine. Cộng đồng chuyên gia lưu ý rằng quyết định triển khai vũ khí của Mỹ có thể sẽ được chính phủ Đức rất đồng tình và Nga có thể đáp trả mức độ đe dọa ngày càng tăng đối với an ninh của mình bằng cách tăng cường các loại tên lửa siêu thanh. Vì trong lĩnh vực này, Nga vẫn là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới. Vadim Kozyolin, Người đứng đầu trung tâm IAMB cho biết rằng những công nghệ này có thể giúp phản công với tốc độ đáng kinh ngạc. Ngoài ra thì các chỉ số về độ chính xác của chúng vượt trội hơn đáng kể so với các loại vũ khí truyền thống. Khả năng đánh chặn những đầu đạn như vậy là cực kỳ thấp, nghĩa là Nga có khả năng xếp đầy một lực lượng thực sự rất đáng gờm tới biên giới của mình. Đức cũng như là toàn bộ EU muốn mua vũ khí của Mỹ càng sớm càng tốt, bởi vì họ hiểu rằng trong khi ông Joe Biden còn nắm quyền, thì việc này sẽ làm một cách dễ dàng hơn nhiều so với sau khi ông Trump có thể trở lại Nhà Trắng. Tổng thống Zelensky tuyên bố thảo luận về vấn đề toàn vẹn lãnh thổ. Tổng thống Zelensky trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NHK của Nhật Bản cho biết Ukraine sẽ bắt đầu thảo luận chi tiết với các nước liên quan về các vấn đề toàn vẹn lãnh thổ. Và đến cuối tháng 11 này, Kiev sẽ xây dựng kế hoạch hành động để đạt được hòa bình Ông Zelensky vào trước đó đã nói rằng các đại diện của Nga nên có mặt tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai về Ukraine vào tháng 11 sắp tới. Ông Zelensky không nêu rõ Ukraine sẽ bắt đầu thảo luận với các quốc gia nào, nhưng mà các quan chức ở Kiev đã liên lạc với ban vận động tranh cử của Trump và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong tháng này. Tổng thống Zelensky đã nói rằng, trong cuộc trò chuyện qua điện thoại, ông đã mời ông Trump đến thăm đất nước của mình. Ông Zelensky cho biết, Nhật Bản là đại diện của G7 và đã hỗ trợ Ukraine về kinh tế, nhân đạo và kỹ thuật. Ông cũng lưu ý rằng Nhật Bản đã rất nhanh chóng ra tay giúp đỡ, trở thành quốc gia ngoài NATO đầu tiên ký thỏa thuận hợp tác an ninh với Ukraine. Vào đầu tháng 7 vừa qua, Thứ trưởng ngoại giao Liên bang Nga Mikhail Kalugin đã bình luận về chủ đề hội nghị thượng đỉnh mới về Ukraine, rằng phía Nga không chấp thuận tối hậu thư và sẽ không tham gia vào các sự kiện như vậy. Hội nghị về Ukraine được tổ chức tại Bergenstock, Thụy Sĩ vào ngày 15 và 16 tháng 6. Điện Kremlin đã tuyên bố rằng, việc tìm cách thoát khỏi tình thế xung đột Ukraine mà không có sự tham gia của Nga là hoàn toàn phi logic và vô ích. Thông cáo chung sau hội nghị kêu gọi trao lại quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cho Kiev, đồng thời kêu gọi tự do đi lại ở Biển Đen và Biển Azov, trao đổi và thả tất cả các tù nhân chiến tranh. Tài liệu cũng nói đến sự cần thiết phải đối thoại giữa tất cả các bên để chấm dứt cuộc xung đột. Trong số 91 đại diện tham gia cuộc họp, chỉ có 76 đại diện ủng hộ thông cáo chung. Nhưng mà thông cáo cuối cùng đã không được nhiều nước chấp thuận, bao gồm Armenia, Paraguay, Brazil, Ấn Độ, Indonesia, Libya, Mexico và nhiều quốc gia khác nhau. Sau đó thì một số quốc gia đầu tiên đã đồng ý nhưng mà lại rút khỏi bản thông cáo chung, đó là Iraq, Jordan và Rwanda. Vào tháng 6 vừa qua, Tổng thống Putin đã đưa ra các đề xuất hòa bình mới để giải quyết xung đột tại Ukraine. Quy định các công nhận quy chế của các khu vực như là Crimea, Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporozhye là các khu vực của Nga. Củng cố các khu vực không liên kết và phi hạt nhân, phi quân sự hóa và phi quốc gia hóa nước này. Cũng như là việc bãi bỏ các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Tuy nhiên, phía Ukraine đã bác bỏ sáng kiến này. Mỹ chưa sẵn sàng để khôi phục Ukraine. Nhà phân tích Matt Primorak của Trung tâm Tự do Margaret Thatcher cho biết, Mỹ rất khó có thể đồng ý trả tiền cho việc khôi phục Ukraine. Theo chuyên gia này, người Mỹ rất phẫn nộ trước thái độ của Kiev đối với khoản nợ hàng tỷ đô la của các chủ nợ phương Tây. Do đó mà Ukraine sẽ phải trả hết số nợ cũ trước khi trồng cậy vào sự hỗ trợ mới để khôi phục. Theo các chuyên gia, việc tái thiết đất nước và phá vỡ sự kìm kẹp của Nga sẽ đòi hỏi một nguồn đầu tư tư nhân lớn và cải cách kinh tế toàn diện. Ngân hàng thế giới ước tính việc tái thiết Ukraine sẽ tiêu tốn khoảng 500 tỷ đô la. Trước đó thì nhà trắng cho biết các nước G7 có kế hoạch khôi phục Ukraine với cái giá phải trả là tài sản bị đóng băng của Nga. Nhưng mà vấn đề ở đây là người dân Mỹ không muốn nước Mỹ phải tiếp tục viện trợ Ukraine. Mỹ đã chi khoảng 175 tỷ đô la viện trợ quân sự cho Kiev chưa kể đến thực tế là hàng tỷ đô la tiền nợ chiến tranh của Ukraine đối với các chủ nợ trái phiếu Mỹ và châu Âu sắp đến hạn mà Kiev dường như không có khả năng trả nợ. Điều này có vẻ như là một viễn cảnh tài chính ảm đạm cho Kiev. Và nếu như Ukraine có thể áp dụng một chiến lược hậu chiến nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao và phá vỡ nạn tham nhũng, cố hữu, các công ty nhà nước làm cạn kiệt ngân sách và quản lý yếu kém của chính phủ, thì điều này có thể giúp cho Kiev thu hút vốn đầu tư tư nhân tăng cường khả năng phục hồi của Ukraine trong tương lai và hội nhập vững chắc hơn vào châu Âu. Gần đây, thì quyết định của Hội nghị Thượng đỉnh NATO về việc đưa Ukraine vào phạm vi bảo vệ an ninh của châu Âu đã làm tăng triển vọng cho nhiều khoản đầu tư tư nhân hơn vào nước này. Hiện thì Ukraine rất cần số tiền trên để có thể khôi phục đất nước. Nhưng mà giới quan sát chỉ ra rằng, không có quốc gia nào chuyển từ đói nghèo sang thịnh vượng nếu chỉ thông qua viện trợ của nước ngoài. Trên thực tế, hầu hết các trường hợp đều có xu hướng xảy ra ngược lại, vì dòng viện trợ lớn khiến cho các chính phủ không muốn thực hiện các cải cách thị trường tự do cần thiết để có thể thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ukraine vẫn chưa thanh lý 3.500 doanh nghiệp nhà nước nuôi dưỡng chủ nghĩa từ bản thân hữu, tham nhũng và thâm hụt ngân sách khổng lồ, duy trì các nhóm vận động hành lang chống đầu tư nước ngoài vì lo sợ cạnh tranh từ bên ngoài. Thay vào đó, Kiev muốn thiết lập các công ty độc quyền nhà nước chiến lược đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng. Tuy nhiên, nếu Kiev tiến hành tư nhân hóa các công ty này, xóa bỏ gánh nặng pháp lý và giảm thế cao, họ có thể giải phóng nguồn vốn tư nhân đáng kể, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, công nghệ. và hiện tại là quốc phòng có tính cạnh tranh. Như Thủ tướng Ukraina Denis Mikhail đã báo cáo trước đó rằng Kiev đã đạt được thỏa thuận với các chủ nợ về cơ cấu, điều này sẽ tiết kiệm được 11,4 tỷ đô la cho việc trả nợ trong 3 năm tới và 22,75 tỷ đô la cho đến năm 2033. Theo đó thì nguồn tài nguyên được giải phóng sẽ được hướng vào lĩnh vực quân sự, bảo trợ xã hội và tái thiết đất nước. Sạt lở đất tại Hồ Nam của Trung Quốc. Vào sáng ngày 28 tháng 7, một trận lở đất đã xảy ra tại một khu du lịch gần thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc đã khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Cùng ngày thì Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã thông báo là kích hoạt cơ chế phản ứng khẩn cấp Đối với thảm họa địa chất tại tỉnh Hồ Nam, sau khi xảy ra một trận lở đất do mưa lớn kéo dài tại tỉnh này. Tính đến 8 giờ sáng ngày 28 tháng 7, Trung Quốc đã dỡ bỏ cảnh báo về bão GaeMi sau khi bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên thì Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cũng lưu ý rằng gió hoàn lưu của bão vẫn tiếp tục gây ra mưa lớn ở một số tỉnh bao gồm Hồ Nam, Giang Tây, Hồ Bắc, Quảng Đông, Liêu Ninh và cát Lâm. Vụ lở đất đã trôn vùi một khu homestay với 18 người, trong đó thì theo báo cáo có 12 người đã thiệt mạng và 6 người bị thương nặng. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Hơn 240 nhân viên cứu hộ đã đến hiện trường để triển khai các hoạt động cứu hộ khẩn cấp. Làng Jualin nằm ở phía tây của khu thắng cảnh Nanjue, Hang chỉ cách đó vài km. Hầu hết khách du lịch đến khu thắng cảnh này đều chọn ở trong các nhà nghỉ PNB gần khu dân làm thắng cảnh. Hiện tại thì bản đồ Baidu đã hiển thị trạng thái đường bị đóng đối với đoạn từ làng Zuelin đến khu thắng cảnh Hensang. Tài khoản WeChat chính thức của Cục Du lịch đã đưa ra một thông báo vào sáng ngày 28, cho biết rằng khu thắng cảnh Hensang và khu thắng cảnh Shulian Đông sẽ bị đóng cửa từ 6 giờ ngày 28 tháng 7. Cho biết, khu thắng cảnh trung tâm Hensang và khu thắng cảnh Shulian Đông sẽ bị đình chỉ từ 6 giờ ngày 28 tháng 7. Thời gian mở cửa trở lại sẽ được thông báo sau. Một cư dân mạng Hồ Nam trên nền tảng Douyin cũng cho biết trong phần bình luận rằng chùa Thượng Phong đang chờ thông báo, điện thoại di động hầu như không có tín hiệu. Trên đỉnh núi đang có bão, mưa lớn và nhiệt độ chỉ khoảng 19 độ C. Hiện thì có 300 người đang bị mắc kẹt trong chùa Thượng Phong. Thông tin công khai cho thấy chùa Thượng Phong tọa lạc tại Hành Sơn, thành phố Hành Dương của tỉnh Hồ Nam, dưới đỉnh núi cao nhất đỉnh Thượng Phong là một trong những ngôi chùa Phật giáo trọng điểm quốc gia của Trung Quốc. Điều đáng nói là năm ngoái, vụ lở đất đã khiến hơn 20 người thiệt mạng tại các ngôi làng riêng do trang trại điều hành tại Thiểm Tây. Gần đây thì Trung Quốc phải hứng chịu rất nhiều cơn bão, mưa lớn và lũ lụt gây ra nhiều thảm họa và lở đất thường xuyên. Nhưng mà điều đáng nói là các quan chức chính quyền Trung Quốc luôn che giấu sự thật về nhiều thảm họa khác nhau, nên những dữ liệu được công bố chính thức thường bị thế giới bên ngoài nghi ngờ. Mỹ có thể rút lại lời hứa về việc đảm bảo quốc phòng đối với NATO. Washington và các đồng minh đã luôn duy trì và tăng cường viện trợ quân sự cho Kiev ngay sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu. Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng sự hỗ trợ này không chỉ không thể giúp Kiev đánh bại Nga, mà chỉ kéo dài thêm cuộc xung đột. The Politico đã đưa tin, nếu cựu Tổng thống Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11 sắp tới, thì Vương quốc Anh và các quốc gia thành viên NATO khác ở châu Âu có thể sẽ phải đối mặt với một giải pháp có lợi cho Nga liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine. Điều này theo dự đoán có thể sẽ chia rẽ và làm suy yếu NATO đến mức một số đồng minh có thể ngừng hỗ trợ cho Kiev. Điều này có nghĩa, nếu như ông Trump trở thành tổng thống thứ 47 của Mỹ thì các cố vấn của ông có thể sẽ kêu gọi chấm dứt xung đột tại Ukraine để ngăn chặn Mỹ bị lôi kéo nếu như Nga trả đũa các thành viên NATO cùng các vũ khí cho Kiev. Bên cạnh đó thì một kịch bản khác cũng có thể xảy ra trong đó thì các đồng minh NATO của Mỹ sẽ từ chối thỏa thuận hòa bình và tiếp tục giúp đỡ Kiev. Điều này có thể thúc đẩy ông Trump rút lại các đảm bảo quốc phòng của Mỹ đối với các quốc gia này. Cựu Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng nếu như ông tái đắc cử, thì ông sẽ giải quyết vấn đề về cuộc xung đột tại Ukraine chỉ trong vòng 24 giờ. Với tất cả những điều này, nếu cựu Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng, thì Vương quốc Anh và các thành viên NATO châu Âu khác có thể phải đối mặt với một sự lựa chọn khó khăn hoặc là chấp nhận một giải pháp có lợi cho Nga, hoặc ủng hộ Zelensky trong việc từ chối các thỏa thuận và tiếp tục chống lại Nga. Nga cáo buộc phương Tây dùng năng lượng để tống tiền, người phát ngôn bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova đã tuyên bố phương Tây đang sử dụng các nguồn năng lượng như một công cụ để gây áp lực trực tiếp và tống tiền chống lại từng quốc gia. Trong những ngày gần đây, những bất đồng của EU với Hungary và Slovakia đang ngày càng gia tăng. Đốc Sen không đứng về phía Hungary và Slovakia trong tranh chấp với Kiev, vốn cản trở nguồn cung dầu của Nga. Các chuyên gia tin tưởng rằng EU về cơ bản đang trừng phạt hai nước Đông Âu vì lập trường của họ trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Trong khi đó, thì Ủy ban châu Âu tiếp tục phất lờ yêu cầu của Hungary và Slovakia trong vấn đề giải quyết tranh chấp với Ukraine. Vào tuần trước, Slovakia và Hungary đã yêu cầu EU đóng vai trò trung gian hòa giải trong tranh chấp của họ đối với Ukraine. Tuy nhiên, thì Ủy ban châu Âu cho đến nay vẫn từ chối thực hiện bất kỳ bước đi nào. Ban đầu, thì Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Sejizato đã kỳ vọng rằng Ủy ban châu Âu sẽ bắt đầu tham vấn với Kiev trước ngày 25 tháng 7. Tuy nhiên, thì họ vẫn chưa làm được điều này. Slovakia và Hungary là các quốc gia EU có quan điểm khác biệt về cuộc khủng hoảng tại Ukraine, đặc biệt là từ chối cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev. Các bước tiếp theo của Hungary sẽ phụ thuộc vào cách EU phản ứng ra sao trong vấn đề này. Văn phòng Thủ tướng Hungary đã kêu gọi giải quyết vấn đề ít nhất là trước tháng 9 tới, đồng thời cáo buộc hành vi của Ukraine là một cách để tống tiền. Sự căng thẳng trong quan hệ giữa Hungary và Slovakia hiện nay với EU ngày càng gia tăng. Mới đây, thì Tứ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan Bartoszewski đã ám chỉ về khả năng là Hungary có thể phải rời khỏi EU và NATO. Trong khi đó, thì Cộng hòa Séc đã làm gián đoạn và trì hoãn các cuộc họp chính phủ với Slovakia vào tháng 3 vì những quan điểm khác biệt trong vấn đề xoay quanh cuộc xung đột tại Ukraine. Được biết rằng Nga cung cấp dầu tới Hungary và Slovakia qua đường ống Druba. Bất chấp lệnh cấm mua dầu của Nga được các nước EU đưa ra vào năm 2022 cho hai quốc gia này. Tuy nhiên, thì Slovakia và Hungary vẫn đảm bảo một điều kiện tạm thời để họ có thể tránh những lệnh cấm này cho đến cuối năm 2024. Slovakia cho biết nếu như Kiev không nối lại việc vận chuyển dầu của Nga, thì nhà máy lọc dầu Slovnaft của Slovakia sẽ ngừng cung cấp nhiên liệu diesel cho Ukraine. Slovakia và Hungary sẽ nhất trí để phối hợp hành động giải quyết vấn đề này. Cho đến nay, thì khối lượng cung cấp dầu cho Hungary và Slovakia cũng không suy giảm nhiều. Nhưng mà theo hợp đồng dài hạn, thì tất cả các quốc gia liên quan sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng nếu như Ukraine vẫn giữ thái độ này. Tổng thống Biden đề xuất cải cách tòa án tối cao Mỹ Tổng thống Joe Biden vào ngày 29 tháng 7 đã công bố một loạt đề xuất cải cách tòa án tối cao. Các đảng viên dân chủ tại Quốc hội rất hoàn ngành các đề xuất này, trong khi người đứng đầu Hiệp hội Liên bang lại không đồng tình với những đề xuất trên. Các đề xuất của Tổng thống Biden được Phó Tổng thống Kamala Harris rất ủng hộ, cho thấy tòa án sẽ trở thành một phần có thể quyết định tốt hơn trong căng thẳng xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2024. Tổng thống Biden đã kêu gọi bà cải cách táo bạo để khôi phục lòng tin và trách nhiệm. Đầu tiên là không có quyền miễn trừ đối với tội ác mà cựu Tổng thống đã phạm khi tại nhiệm. Tổng thống Biden đang yêu cầu sửa đổi hiến pháp. Tu chính án nêu rõ rằng hiến pháp không trao bất kỳ quyền miễn trừ nào đối với việc truy tố, xét xử, kết án hoặc là tuyên án hình sự dựa trên việc từng giữ chức Tổng thống. Một đề xuất khác của tổng thống là áp dụng giới hạn nhiệm kỳ cho các thẩm phán tòa án tối cao. Quốc hội đã phê duyệt giới hạn nhiệm kỳ cho chức tổng thống cách đây hơn 75 năm. Và tổng thống Biden tin rằng họ cũng nên làm như vậy đối với tòa án tối cao. Ông Biden ủng hộ một hệ thống trong đó tổng thống sẽ bổ nhiệm một thẩm phán hai năm một lần để dành 18 năm phục vụ tích cực tại tòa án tối cao. Và thứ ba là bộ quy tắc ứng xử ràng buộc của tòa án tối cao. Tổng thống Biden tin rằng quốc hội nên thông qua các quy tắc ứng xử và đạo đức có thể thực thi yêu cầu các thẩm phán phải tiết lộ quà tặng, kiềm chế hoạt động chính trị công khai và tự rút lui khỏi các vụ án mà họ hoặc là vợ chồng của họ có xung đột lợi ích về tài chính hoặc là các xung đột lợi ích khác. Các thẩm phán tòa án tối cao không nên được miễn trừ khỏi bộ quy tắc ứng xử có thể thực thi áp dụng cho mọi thẩm phán liên bang khác. Chúng ta có thể thấy rằng Tổng thống Biden đang thúc đẩy các cải cách có thể mang tính lịch sử nếu được ban hành. Và gần như chắc chắn điều này sẽ gây ra các cuộc chiến pháp lý, buộc phải xem xét lại sự phân chia quyền lực trong hiến pháp. Dường như bà Harris đang rất ca ngợi các đề xuất của ông Biden. Bà mô tả chúng là những cải cách phổ biến sẽ giúp khôi phục niềm tin vào tòa án, củng cố nền dân chủ của Mỹ và đảm bảo không ai được đứng trên luật pháp. Trong khi cuộc bầu cử đang ngày càng đến gần, Tổng thống Biden và bà Harris sẽ cần vận động quốc hội và kêu gọi cử tri ủng hộ các cải cách được đề xuất. Các sửa đổi hiến pháp cần có sự chấp thuận của các tiểu bang và cả quốc gia để được phê chuẩn. Theo điều 5 của hiến pháp, cho phép một hội nghị toàn quốc thay thế quốc hội trong bước đầu tiên hướng tới việc phê chuẩn. Các thành viên của quốc hội có thể sẽ đưa ra ý kiến của họ về các đề xuất cải cách và các phương pháp tiềm năng để phê chuẩn. Nhiều thành viên đã đưa ra các đề xuất của riêng họ bao gồm cả giới hạn nhiệm kỳ 18 năm. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã đáp lại các cải cách này, cho biết đề xuất sẽ không được Hạ viện xem xét để bỏ phiếu. Ngay cả khi Tổng thống Biden thuyết phục được đa số các thành viên của Quốc hội thông qua các sửa đổi mà ông đề xuất, thì họ có thể sẽ phải tính đến sự thay đổi lớn về mặt chính trị, và quá trình phê chuẩn có thể sẽ mất rất nhiều thời gian. Lần cuối cùng nước Mỹ phê chuẩn một tù chính án hiến pháp là vào năm 1992, đó là tù chính án thứ 27 trì hoãn việc tăng lương cho các thành viên của Quốc hội. Tù chính án đó ban đầu được đề xuất vào năm 1789, nghĩa là phải mất hơn 200 năm để đạt được sự phê chuẩn. Các sửa đổi khác có xu hướng không được phê chuẩn trong ít nhất 100 ngày sau khi đề xuất. Tuyên bố về các quyền, bao gồm 10 sửa đổi đầu tiên của Hiến pháp, cũng phải mất hơn 2 năm để được phê chuẩn. Có thể nói rằng, thông báo của Tổng thống Biden và sự ủng hộ của bà Harris cho thấy Đảng Dân Chủ có ý định tập trung vào tòa án như một vấn đề trong chiến dịch tranh cử hướng tới cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới đây. Và ứng từ các nhà lập pháp cho thấy, đề xuất của Tổng thống Biden sẽ không được Quốc hội hiện tại hoặc là Quốc hội do Đảng Cộng Hòa nắm quyền thông qua. Trong khi đó, thì Đảng Dân Chủ tại Quốc hội lại rất hoàn nghênh các đề xuất này và tiếp tục kêu gọi cải cách hơn nữa. Nợ quốc gia của Mỹ đạt mốc 35.000 tỷ đô la theo dữ liệu mới nhất của Bộ Tài chính Mỹ, mức nợ hiện tại là 105.000 đô la cho mỗi người và 266.000 đô la cho mỗi hộ gia đình tại Mỹ. Đây là cột mốc tài chính lịch sử đối với chính quyền Mỹ. Washington đã tích lũy thêm 1.000 tỷ đô la nợ trong vòng nửa năm. Trong 12 tháng qua, nợ quốc gia đã tăng vọt gần 2,35 nghìn tỷ đô la, trung bình khoảng 6,4 tỷ đô la mỗi ngày. Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện John Day Attington đã gọi thông báo này là một cột mốc đáng ngờ trong quá trình suy thoái tài chính của quốc gia hùng mạnh và thịnh vượng nhất trong lịch sử. Kể từ tháng 1 năm 2021, nợ quốc gia của Mỹ đã tăng khoảng 7,3 nghìn tỷ đô la. Tình trạng thâm hụt ngân sách khổng lồ tràn ngập đất nước đã thu hút sự chú ý của các nhà hoạch định chính sách. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 2, chủ tịch cục dự trữ liên bang Jerome Powell đã thừa nhận rằng chính phủ liên bang đang đi trên con đường tài chính không bền vững. Điều đó chỉ có nghĩa là nợ thì tăng nhanh hơn nền kinh tế. Hai trong ba công ty xếp hạng tín dụng lớn nhất của Mỹ là Moody's, Fitch và S&P đã hạ triển vọng về nợ của Mỹ với lý do tình hình tài chính đang xấu đi. Các cuộc đàm phán về nợ diễn ra dài dằng và các khoản thanh toán lãi suất thì tăng vọt. Tuy nhiên, nền kinh tế Mỹ vẫn tăng mạnh mẽ và chứng khoán là tài sản an toàn và thanh khoản hàng đầu của thế giới. Trong những tháng gần đây. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã đưa ra những đánh giá trái chiều về tình hình tài chính của nước Mỹ. Đầu năm nay, thì bà Yellen đã nói với các nhà lập pháp rằng Mỹ cần giảm thâm hụt và duy trì con đường bền vững về mặt tài chính. Tuy nhiên, thì trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 13 tháng 6 trên CNBC, bà cho biết Mỹ đang ở một vị trí hợp lý, biết là mức nợ được ổn định so với quy mô của nền kinh tế. Bà cũng đề cập đến chi phí lãi suất thực tế của các khoản nợ. Nền quốc gia của Mỹ được đo bằng đô la hiện tại, nghĩa là không được điều chỉnh theo lạm phát. Do đó, để so sánh đúng số nợ với nền kinh tế, các quan chức cũng đánh giá nền kinh tế theo tỷ giá đô la hiện tại. Theo ước tính của Cục Phân tích Kinh tế, tổng sản phẩm quốc nội GDP tính theo đô la hiện tại đã tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 5,2%, lên 28,6 nghìn tỷ đô la trong quý 2. GDP theo đô la hiện tại đã tăng hơn 30% kể từ khi đại dịch COVID bùng phát. Và để so sánh, nợ quốc gia đã tăng vọt khoảng 50% trong cùng khoảng thời gian trên. Ngoài ra thì tỷ lệ nợ so với GDP ở mức cao hơn 122%. Thanh toán lãi suất đã tăng đáng kể kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu chu kỳ thắt chặt định lượng vào tháng 3 năm 2022. Trả nợ hiện là khoản ngân sách lớn thứ hai và đứng đầu trong khoản này đó là chi tiêu cho quốc phòng. Tổng chi trả lãi dòng là 682 tỷ đô la trong 9 tháng đầu năm tài chính trong khi chi trả cho quốc phòng là 644 tỷ đô la. Lãi suất tăng vọt đã ngốn mất một phần đáng kể doanh thu của đất nước. Bộ tài chính ước tính rằng các khoản thanh toán lãi suất và thuế thu nhập cả năm sẽ lần lượt là hơn 1,1 nghìn tỷ đô la và 2,5 nghìn tỷ đô. Do đó mà chi phí lãi suất sẽ chiếm 44% thu nhập thuế. Dự báo cơ sở trong 10 năm cũng nhấn mạnh rằng nợ công sẽ vượt quá 50 nghìn tỷ đô vào năm 2034 nuốt trừng toàn bộ sản lượng của nền kinh tế Mỹ. TikTok có công cụ thu thập thông tin người dùng về xã hội. Bộ Tư pháp Mỹ DOJ cho biết, TikTok và công ty mẹ có trụ sở tại Trung Quốc, Biden, có một công cụ thu thập thông tin về người dùng dựa trên quan điểm của họ về các chủ đề như là kiểm soát súng, phá thai và tôn giáo. Trong bản tóm tắt nộp lên tại Tòa án Phúc thẩm Mỹ tại quận Columbia vào ngày 26 tháng 7, Bộ Tư pháp cho biết các nhân viên của TikTok có thể liên lạc trực tiếp với các kỹ sư của Biden tại Trung Quốc thông qua hệ thống bộ ứng dụng web nội bộ có tên là Fishu. Theo đó, thì nhân viên TikTok đã gửi một lượng lớn dữ liệu người dùng Mỹ bị hạn chế thông qua các kênh Fishu để giải quyết nhiều vấn đề hoạt động khác nhau. Điều này có nghĩa là một số dữ liệu nhạy cảm của người Mỹ đang được lưu trữ trên các máy chủ tại Trung Quốc và nhân viên Biden tại Trung Quốc có thể truy cập được. Một trong những công cụ bên trong Fire Shield sẽ cho phép nhân viên Biden và TikTok thu thập thông tin người dùng hàng loạt dựa trên nội dung hoặc biểu cảm của người dùng, bao gồm quan sát về việc kiểm soát súng, nạn phá thai và các vấn đề về tôn giáo. TikTok đã tạo ra một dự án nội bộ vào năm 2022 để xóa một số dữ liệu nhạy cảm của người dùng Mỹ bị cáo buộc lưu giữ không đúng cách trên các kênh Fire Shield. Vào tuần trước, DOJ đã kết thúc tòa án bác bỏ vụ kiện do TikTok và Biden đệ trình vào tháng 5. Hai công ty này đang thách thức tính hợp pháp của một luật mới do Tổng thống Biden ký vào tháng 4, yêu cầu Biden phải bán TikTok hoặc bị cấm khỏi các cửa hàng ứng dụng di động và dịch vụ lưu trữ web tại Mỹ. Dự luật đã được Quốc hội thông qua với sự ủng hộ của cả hai đảng. Một công cụ khác bên trong file shield có thể được sử dụng để kích hoạt việc xóa nội dung trên TikTok dựa trên việc sử dụng một số từ nhất định. Mặc dù công cụ này chứa một số chính sách chỉ áp dụng cho người dùng tại Trung Quốc, và những chính sách như vậy cũng có thể đã được sử dụng để áp dụng cho người dùng TikTok bên ngoài Trung Quốc. Sau khi đơn kiện của DOC được đệ trình vào ngày 26 tháng 7, TikTok đã đưa ra tuyên bố trên nền tảng truyền thông xã hội X, cho biết rằng họ vẫn tự tin vào vụ kiện của mình. Không có gì trong bản tóm tắt này thay đổi được sự thật rằng hiến pháp đứng về phía chúng ta lệnh cấm TikTok cũng sẽ làm im tiếng nói của 170 triệu người Mỹ vi phạm tù chỉ nhãn thứ nhất. Bộ Tư pháp đã cảnh báo về khả năng xảy ra thao túng nội dung bí mật của chính quyền Bắc Kinh trên TikTok, nói rằng chính quyền Trung Quốc có thể bí mật kiểm soát thuật toán của ứng dụng này. Bằng cách chỉ đạo Biden hoặc TikTok bí mật thao túng thuật toán đó, Trung Quốc có thể tiếp tục các hoạt động gây ảnh hưởng xấu hiện có và khuếch đại các nỗ lực nhằm làm suy yếu lòng tin vào các nền dân chủ và làm trầm trọng thêm các chia rẽ xã hội. Hải quân Nga tập trận dần mặt phương Tây Bộ Quốc phòng Nga cho biết Hải quân Nga đã bắt đầu các cuộc tập trận về việc sử dụng lực lượng của các hạm đội Baltic, hạm đội Biển Bắc và Thái Bình Dương, cũng như là hạm đội Caspian từ ngày 30 tháng 7. Mục tiêu chính của các cuộc tập trận là kiểm tra hoạt động của các cơ quan quân sự Hải quân Nga ở mọi cấp độ, cũng như là mức độ sẵn sàng của các đơn vị không quân, hải quân và lực lượng ven biển trong việc thực hiện nhiệm vụ. Nhưng mà điều đáng chú ý là cuộc tập trận này không có sự tham gia của hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga. Theo đó, thì các cuộc tập trận này sẽ có khoảng 300 tàu nổi, tàu ngầm và các loại tàu hỗ trợ khác, cũng như 50 máy bay các loại, nhiều thiết bị quân sự đặc biệt và khoảng 20.000 quân nhân tham gia. Theo đó, thì Hải quân Nga sẽ thực hiện nhiều cuộc tập trận có sử dụng vũ khí thực tế. Hồi hết các nhà phân tích quân sự đều cho rằng, Nga là nước có lực lượng hải quân mạnh thứ ba thế giới chỉ sau Mỹ và Trung Quốc. Và Nga cũng là một trong những nước có hàm đội tàu ngầm hạt nhân thuộc top đầu thế giới. Các cuộc tập trận dự kiến sẽ bao gồm các hành động bắn tên lửa phòng không, pháo binh vào các mục tiêu huấn luyện trên biển và trên không. Các bài huấn luyện chiến đấu nhằm thiết lập việc sẵn sàng đáp trả hoặc là rút lui trước một cuộc tấn công giả định từ đối phương. Cuộc tập trận diễn ra hai ngày sau khi Tổng thống Putin giám sát cuộc duyệt binh hải quân tại Saint Petersburg. Trong đó, ông đe dọa sẽ khởi động lại việc sản xuất vũ khí hạt nhân tầm trung nếu như Mỹ triển khai tên lửa ở Đức hoặc bất kỳ nơi nào khác tại châu Âu. Trước đó, thì trợ lý của Tổng thống Putin, ông Nikolai Pachusev cho biết rằng, Tổng thống Nga đã quyết định thành lập một bàn hàng hải. Bàn hàng hải này sẽ bao gồm các bộ phận phát triển chiến lược của Hải quân Nga nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia của Nga ở khu vực Bắc Cực, cũng như là phát triển và duy trì các hoạt động hàng hải của Nga tại các vùng liên quan. Phần Lan thúc đẩy Ukraine đàm phán hòa bình. Gần đây thì phương Tây ngày càng nói nhiều về sự cần thiết của việc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là Mỹ và châu Âu đang thực sự sẵn sàng cho tiến trình đàm phán giữa hai bên vào lúc này. Ngoài những bên ủng hộ cho việc bắt đầu đẩy nhanh tiến trình hòa bình là thủ tướng của hai nước Slovakia và Hungary, thì mới đây, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cũng kêu gọi thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Tổng thống Phần Lan cho rằng cuộc đối thoại có thể được bắt đầu mà không cần phải rút quân Nga về biên giới năm 1991. Ông qua việc Tổng thống Ukraine sẵn sàng chứng kiến sự tham gia của Nga vào Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình lần thứ hai là một động thái chiến lược. Tổng thống Phần Lan cho rằng vị thế của Ukraine hiện nay đã mạnh hơn nhiều so với hai tháng trước, và Kiev cũng không còn trong tình thế tuyệt vọng như hồi mùa xuân. Tuy nhiên, thì những điều mà Tổng thống Phần Lan đưa ra vẫn chưa rõ ràng lắm, bởi vì chỉ riêng trong tháng 7, lực lượng Nga đã giải phóng hơn 10 khu định cư và tiếp tục giữ thế chủ động trong khu vực hoạt động. Trong khi đó, thì quân đội Ukraine đang thiếu nhân lực và gặp khó khăn trong việc huy động lực lượng. Và trong bối cảnh chính trị đang thay đổi một cách mạnh mẽ ở phương Tây, dẫn đến sự phổ biến ngày càng tăng của các đảng cánh hữu trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Ngay cả Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng buộc phải thừa nhận rằng không phải tất cả người Đức cũng đều ủng hộ việc tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev. Trong bối cảnh hiện tại, Quốc gia đóng vai trò chủ chốt trong việc viện trợ cho Ukraine ở phương Tây vẫn là Mỹ. Nhưng mà tình hình chính trị của Mỹ cũng đang rất rối ren. Có thể vì khả năng lên nắm quyền của ông Trump đang khiến cho người ta lo sợ về một sự thay đổi trong chính sách đối ngoại. Điều này buộc các chính trị gia phương Tây phải tự tìm kiếm các phương án dự phòng cho sự phát triển của các sự kiện trong tương lai. Thế nhưng, phương Tây lại cũng không cam kết đạt được bất kỳ hiệu quả nào trong các cuộc đàm phán bằng chứng là EU đã chỉ trích và gọi chuyến đi của nhà lãnh đạo Hungary tới Nga là không có ý nghĩa gì. Phản ứng này đã chứng minh rằng Bruxelles thực sự đang cản trở một chính trị gia châu Âu, người duy nhất đang muốn thảo luận với Nga về khả năng thiết lập nền hòa bình. Nhìn ở một góc độ khác, các nhà quan sát nhìn thấy một tính toán không nhằm mục đích chấm dứt cuộc khủng hoảng. Mà có lẽ phương Tây chỉ muốn đưa Nga vào quá trình đàm phán nhằm đóng bằng cuộc xung đột và sau đó sẽ tiếp tục khi cần thiết. Cùng với phương Tây thì Ukraine dường như cũng chưa rõ ràng về vấn đề này. Nhà lãnh đạo Nga chưa nhận được bất kỳ tín hiệu rõ ràng nào cho thấy mong muốn về các cuộc đàm phán hòa bình từ Kiev. Vậy nên có lẽ trong tương lai gần, cuộc chiến vẫn sẽ tiếp tục diễn ra. Không quân Mỹ chi gần 1 tỷ đô la để duy trì lực lượng toàn cầu Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết không quân Mỹ đã ký một hợp đồng trị giá 975 triệu đô la cho văn phòng hỗ trợ nhanh của không quân để tiến hành các hoạt động bảo dưỡng và duy trì cho máy bay của mình. Hợp đồng này cho phép Không quân Mỹ tối ưu hóa khả năng hoạt động và chi phí để duy trì vòng đời của các hệ thống vũ khí bằng cách nhanh chóng xác định thử nghiệm và mở rộng quy mô các ứng dụng công nghệ mới. Những nỗ lực này sẽ được thực hiện trong việc sản xuất bao gồm công nghệ tự động hóa và công nghệ robot cùng một số lĩnh vực kỹ thuật có tác động cao khác. Hoạt động này sẽ được thực hiện tại các căn cứ không quân trên toàn thế giới trong thập kỷ tới và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2033. Trong khi đó, lục quân và hải quân Mỹ gần đây cũng đã tiến hành thử nghiệm một hệ thống siêu thanh tại trạm không gian Cape Canaveral tại Florida, nhưng mà không nói chi tiết về cuộc thử nghiệm. Tuy nhiên thì cuộc thử nghiệm này sẽ là một chuẩn mực rất cần thiết trong quá trình phát triển công nghệ siêu thanh. Vào đầu tháng 7 vừa qua, nhà trắng cũng đã tuyên bố là sẽ bắt đầu triển khai các loại vũ khí tầm xa tới Đức, bao gồm các vũ khí siêu thanh đang được phát triển và cải tiến, có tầm bắn xa hơn đáng kể so với các hệ thống tên lửa hiện tại của Mỹ được triển khai tại châu Âu. Trung Quốc gây sức ép để một số quốc gia bỏ qua Hội nghị Đài Loan Các nhà lập pháp giấu tên từ các quốc gia như là Bolivia, Bosnia, Colombia, Bắc Macedonia và Slovakia cho biết rằng chính quyền Trung Quốc đã gây sức ép buộc họ không được tham gia hội nghị thượng đỉnh thường niên liên quan đến Trung Quốc được tổ chức tại Đài Loan vào tháng 7 này. Cụ thể là các nhà lập pháp đã được các viên chức ngoại giao Trung Quốc liên lạc qua điện thoại hoặc email trước khi họ khởi hành đến Đài Loan để đưa ra các yêu cầu đối với các nhà lập pháp này. Một số đã nhận được lời mời đến thăm Trung Quốc thay vì Đài Loan. Những người tổ chức cuộc họp IBAC cho biết, đồng thái của Bắc Kinh là một nỗ lực trắng trợn nhằm hạn chế các đặc quyền của các quốc gia khác và phủ nhận quyền tham gia các hoạt động ngoại giao hợp pháp của Đài Loan. IBAC được thành lập vào năm 2020 là một liên minh quốc tế được thành lập để ứng phó với mối đe dọa ngày càng tăng của Trung Quốc gây ra cho thương mại, an ninh và nhân quyền toàn cầu. Hội nghị bắt đầu vào ngày 30 tháng 7 với sự tham gia của gần 50 nhà lập pháp từ hơn 20 quốc gia, bao gồm các quốc gia phát triển như là Canada, Nhật Bản và Vương quốc Anh. Ngoài ra thì còn có các quốc gia khác như là Colombia, Iraq, Malawi, Quần đảo Solomon, Gambia và Uruguay cũng tham gia sự kiện này. Tuy nhiên, áp lực từ chính quyền Trung Quốc đối với các nhà lập pháp là chưa từng có trong vài ngày qua, theo giám đốc của IPAC. Tại các cuộc họp của IPAC trước đây ở các địa điểm khác thì các nhà ngoại giao Trung Quốc sẽ chỉ tiếp cận họ sau khi hội nghị kết thúc. Nhưng mà khi sự kiện năm nay lần đầu tiên được tổ chức tại Đài Loan thì chính quyền Trung Quốc đã tìm mọi cách để ngăn cản các nhà lập pháp tham dự. Các thành viên của IPAC thường lên án chính quyền Trung Quốc vì các hành vi vi phạm nhân quyền và các vấn đề khác, chẳng hạn như là xói mòn quyền tự do của Hồng Kông, thiếu minh bạch về đại dịch COVID-19 và bức hại nhắm vào các nhóm dân tộc thiểu số và những người có đức tin vào tôn giáo. Vấn đề mổ cướp nội tạng sống đối với những người tù luyện Pháp Luân Công cùng với các tù nhân lương tâm khác cũng đã bị tổ chức này lên án rất gay gắt. Kevin Vương, một nhà lập pháp đến từ Canada, cho biết trong một bài đăng rằng Trung Quốc đã quen với việc đạt được mục đích của mình thông qua sự ép buộc và các hành vi can thiệp khác. Nhưng mà các nền dân chủ thực thụ trên thế giới đang thức tỉnh trước mối đe dọa này. Miriam Lesman, một thành viên của Hội nghị châu Âu, đã viết rằng chính quyền Trung Quốc tin rằng họ có thể sử dụng áp lực và cưỡng chế để ngăn chặn các nhà lập pháp được bầu cử một cách dân chủ. Nhưng mà chúng tôi sẽ không bị ngăn cản, cũng như là cam kết hợp tác với các đối tác của chúng tôi để bảo vệ tự do và sẽ không bao giờ dao động. Để đáp trả lại động thái này của chính quyền Trung Quốc, Tổng thống Đài Loan Lại Thành Đức cam kết là sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác có cùng chí hướng để duy trì nền dân chủ trên thế giới trước sự xâm lược của chủ nghĩa độc tài ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Ông nhấn mạnh rằng mối đe dọa của Trung Quốc đối với bất kỳ quốc gia nào cũng đều là mối đe dọa đối với toàn thế giới. Đài Loan sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình cùng với các đồng minh để có thể ngăn chặn các mối đe dọa từ chủ nghĩa độc tài đang bành trướng này. Sự bành trướng ra bên ngoài của chủ nghĩa độc tài Trung Quốc thể hiện rõ qua hành động đe dọa quân sự đối với các nước láng giềng và thông qua các chiến thuật bao gồm đàn áp ngoại giao, cưỡng ép về kinh tế, tấn công mạng và phát tán những thông tin sai lệch. Đáp lại thì Bộ Ngoại giao Đài Loan đã đăng trên X rằng việc hòn đảo này gia nhập liên minh là một minh chứng thuyết phục nữa cho sự đoàn kết dân chủ toàn cầu. Tổ chức IPAC cũng quyết định khởi động sáng kiến 2758 nhằm mục đích thông báo cho công chúng về sự bóp méo nghị quyết 2758 của Liên Hợp Quốc. Theo tuyên bố, các thành viên của tổ chức này cam kết thông qua các nghị quyết tại Quốc hội của mình để phản đối hành động bóp méo luật pháp quốc tế của Bắc Kinh liên quan đến tình trạng của Đài Loan. Nghị quyết 2758 của Liên hợp quốc vào năm 1971 đã thay thế Đài Loan bằng Trung Quốc với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Kinh tế suy thoái, hàng loạt công ty luật rút khỏi Trung Quốc. Cuộc chiến thương mại Mỹ Trung đã bắt đầu leo thang từ năm 2020 và vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Các nhà quan sát chỉ ra rằng, vào thời điểm nội bộ và bên ngoài gặp khó khăn, thì nhiều công ty luật nước ngoài đã quyết định rời khỏi Trung Quốc để có thể nói là một đòn giáng nặng nề nữa đối với chính quyền Bắc Kinh. Cả luật sư Trung Quốc và nước ngoài đều thừa nhận rằng nền kinh tế của Trung Quốc tiếp tục xấu đi, khiến cho hoạt động kinh doanh của các công ty luật đang xa sút mạnh mẽ. Đây chính là lý do khiến cho các công ty luật nước ngoài quyết định rời khỏi đất nước này và cũng là những vấn đề trong việc thay đổi và thực thi hệ thống pháp luật của chính quyền Trung Quốc. Theo dữ liệu từ Leonard Solerson số lượng văn phòng của các công ty luật do Mỹ tài trợ ở Trung Quốc đã giảm từ 643 vào năm 2022 xuống còn 545 vào tháng 7 năm nay, đồng nghĩa với việc gần 100 văn phòng đã đóng cửa. Well, và Rothschild Manchit LLP, một trong những công ty luật lớn nhất thế giới có trụ sở tại New York, đã đóng cửa văn phòng đại diện ở Bắc Kinh vào đêm giao thừa của năm ngoái. Morrison Foster cũng tuyên bố vào tháng 5 rằng họ sẽ đóng cửa văn phòng ở Bắc Kinh vào mùa thu này. DHS thậm chí còn tuyên bố sẽ rút lui hoàn toàn khỏi thị trường Trung Quốc trong năm nay. Ngay cả khi họ chưa rời khỏi thị trường Trung Quốc, thì các công ty luật của Mỹ và châu Âu cũng đang giảm bớt sự hiện diện tại đất nước này. Trong số 73 công ty luật lớn nhất của Mỹ tại Trung Quốc, thì đã có tới 32 công ty đã giảm số lượng luật sư trong 10 năm qua. Dưới góc nhìn của luật sư nước ngoài, thì kinh doanh tại Trung Quốc đã không còn có lãi đó là nguyên nhân chính khiến các nhà đầu tư nước ngoài quyết định rời đi. Hơn nữa, mối quan hệ căng thẳng giữa chính quyền Trung Quốc với Mỹ và các quốc gia châu Âu khác đã làm giảm đáng kể các giao dịch giữa các công ty có vốn nước ngoài, khiến cho các công ty luật phải rời đi do không còn hoạt động kinh doanh. Mặt khác, các công ty luật nước ngoài thường thích hợp tác với các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc. Ukraine đã nhận được F16 từ Hà Lan. Theo tờ Tham đưa tin. Hà Lan đã hoàn tất việc chuyển giao 6 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Trước đó, thì Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kaisa Olonjen vào ngày 1 tháng 7 đã thông báo cho Quốc hội nước này về việc sắp chuyển giao những chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên của nước này cho Kiev. Tờ Telegraph cũng cho biết rằng, đại diện chính thức của không quân Ukraine cũng đã khẳng định thông tin này. Tuy nhiên, thì người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak lưu ý rằng chính quyền nước này sẽ không bình luận về sự xuất hiện của các máy bay chiến đấu. Còn tại Mỹ, thì người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cũng đã từ chối xác nhận tính chính xác của thông tin việc Kiev đã nhận được lô máy bay chiến đấu F-16 từ Washington. Mặc dù tờ Bloomberg cũng xác nhận rằng lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên của Mỹ đã được chuyển giao cho Kiev, nhưng Bộ Quốc phòng Ukraine và người đứng đầu của Bộ Quốc phòng Mỹ đã từ chối bình luận về thông tin này. Hiện thì vẫn chưa rõ liệu các phi công Ukraina đã được huấn luyện cùng các đồng minh phương Tây để có thể sử dụng được máy bay chiến đấu này ngay lập tức hay chưa, hay quá trình huấn luyện sẽ còn cần mất nhiều thời gian thêm nữa. Trong khi đó, chiến trường đã thay đổi với cả hai bên và ngày càng dựa vào các loại máy bay không người lái giá rẻ và năng lực phòng không của cả hai bên. Việc chuyển giao các loại máy bay chiến đấu của các nước phương Tây cho Ukraina sẽ giúp cho Kiev xây dựng năng lực để đe dọa ưu thế trên không của Nga. Tuy nhiên, tổng tư lệnh Ukraina Zelensky vào ngày 24 tháng 7 cho biết rằng những chiếc máy bay F16 của Ukraina tiếp nhận sẽ được bố trí cách tiền tuyến khoảng 40 km. Vì nếu đặt trong khoảng cách này thì sẽ nằm trong tầm ngắm của hệ thống phòng không Nga. Điều đó sẽ giúp cho lực lượng Nga có thể tiêu diệt những chiếc máy bay này một cách dễ dàng. Mỹ tập hợp đồng minh châu Á để chống lại Bắc Kinh. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có chuyến công du tại khu vực châu Á Thái Bình Dương ông đã đến thăm Nhật Bản và một số quốc gia Đông Nam Á như Philippines và Lào. Người đứng đầu bộ ngoại giao của các nước như là Úc, Ấn Độ và Nhật Bản cũng đã thảo luận về các bước đi tiếp theo của các quốc gia tham gia đối thoại an ninh tứ giác. Có thể thấy rằng Washington đang cố gắng để thành lập một liên minh chống lại Trung Quốc tại khu vực châu Á. Điều nổi bật trong chuyến công du này là ngoài các đối tác truyền thống, thì Mỹ cũng đang cố gắng để bắt tay với các đối tác mới mẻ hơn để tạo nên một liên minh rộng lớn có thể kiểm chặt sự trỗi dậy của Bắc Kinh. Các nước tham gia cuộc họp đã chỉ trích chương trình hạt nhân và các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, nhấn mạnh cam kết của họ đối với giải pháp hai nhà nước Israel và Palestine trong cuộc xung đột tại Trung Đông, đồng thời lên án các cuộc tấn công của Houthi tại Biển Đỏ. Ngoài ra, thì các nước tham gia còn bày tỏ lo ngại về các hoạt động cưỡng bức và đe dọa ở Biển Đông của chính quyền Bắc Kinh. Tại cuộc họp này, Trung Quốc được xác định là thách thức lớn nhất đối với khu vực và thế giới. Bộ trưởng Lloyd Austin đã công bố một quyết định lịch sử nhằm tăng cường quyền chỉ huy của quân đội Mỹ tại Nhật Bản. Bộ trưởng Austin giải thích rằng sự cần thiết của bước đi như vậy bởi các mối đe dọa bắt nguồn từ Bắc Kinh. Ngay sau đó, thì Bắc Kinh đã phản ứng gay gắt với điều này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ mối quan ngại và sự bất bình mạnh mẽ trước những tuyên bố tiêu cực từ phía Nhật Bản. Cho rằng những câu chuyện giả mạo được đưa ra trong cuộc gặp với người mỹ và các cuộc đàm phán theo hình thức của các bên tham gia truyền thông mỹ đã đưa tin việc thành lập bộ chỉ huy quân sự mới tại nhật bản không chỉ kìm kẹp trung quốc mà còn có tác dụng trong việc chống lại nga mục đích chuyến công du châu á lần này của ngoại trưởng blinken là thuyết phục các đối tác về tính bất biến trong chính sách của mỹ tại khu vực trong trường hợp mỹ có sự thay đổi về chính trị cũng như là để thành lập một liên minh chống lại trung quốc ông blinken cũng cho biết Mỹ đang cam kết bổ sung 500 triệu đô la cho Philippines nhằm mở rộng hợp tác an ninh và hiện đại hóa quân đội và lực lượng bảo vệ bờ biển của nước này. Ngoại trưởng Mỹ cũng hoàn nghênh thỏa thuận đạt được giữa Philippines và Trung Quốc về việc luân chuyển và cung cấp quân nhân Philippines tại Biển Đông. Còn tại Tokyo, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đã ký một bản ghi nhớ về hợp tác an ninh ba bên. Giải thích điều này bởi sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc và các mối đe dọa từ Triều Tiên. Các chuyên gia lưu ý rằng hợp tác ba bên giữa Seoul, Tokyo và Washington đang phát triển. Các cuộc tập trận và các sự kiện khác cũng đang được tổ chức thường xuyên hơn. Và đây là mối lo ngại lớn nhất đối với Bắc Kinh. Tuy nhiên thì về kinh tế, Hàn Quốc và Nhật Bản có mối liên hệ chặt chẽ với Trung Quốc hơn là Mỹ. Do đó mà chắc chắn Seoul và Tokyo sẽ vẫn tiến hành các cuộc đối thoại nhưng vẫn sẽ duy trì mối quan hệ với Bắc Kinh vì lợi ích kinh tế. Hàng không, Mỹ và Anh hủy chuyến bay tới Israel. Tờ Time of Israel đã đưa tin rằng các hãng hàng không lớn của Mỹ và Anh như là United, Delta và British Airways đã thông báo với hành khách rằng họ sẽ hủy các chuyến bay tới Israel trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng với Hamas, Hezbollah và Iran. Hãng Delta và British Airways được cho là sẽ hủy các chuyến bay cho đến ngày 2 tháng 8, trong khi các báo cáo cho biết United đã hủy các chuyến bay cho đến ngày 6 tháng 8 lịch trình bay sẽ được thông báo trở lại khi có thông tin từ các hãng bay. Theo một số báo cáo, việc hủy chuyến bay của United và Delta có thể gây ra làn sóng hủy các chuyến bay của các hãng hàng không khác. Vì các hãng hàng không này là các hãng hàng không thuộc top đầu của thế giới. Việc hủy chuyến bay cũng đang ảnh hưởng rất lớn đến việc vận chuyển hành khách và giao thương hàng hóa giữa các bên. Hiện có hàng nghìn người Israel vẫn đang bị mắc kẹt tại Mỹ do các chuyến bay bị hủy. Tình hình ở Trung Đông leo thang vào ngày 30 tháng 7 do lực lượng Israel tấn công vào các mục tiêu của phong trào Hezbollah của Liban ở Beirut. Theo quân đội Israel, đây là một đòn giáng vào người chỉ huy chịu trách nhiệm về vụ sát hại trẻ em ở Maidan Sam và sát hại nhiều thường dân Israel khác. Ít nhất là có 68 người được cho là đã bị thương trong cuộc tấn công của Israel. Sau vụ việc này, thì những lời chỉ trích giận dữ đã lan truyền từ Tehran, Hamas và Houthi cùng với các nhà lãnh đạo của Liban. Cộng đồng quốc tế đang bày tỏ lo ngại rằng cuộc tấn công có thể làm gia tăng căng thẳng trên khu vực biên giới, vốn đã rất bất ổn giữa Israel và Liban. Mỹ đưa UAV của Trung Quốc vào danh sách đen Hai thượng nghị sĩ mới của Mỹ mới đây đã đưa ra đạo luật nhằm ngăn chặn máy bay không người lái của Trung Quốc. Biện pháp này được đưa ra như là một sửa đổi cho đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia năm 2025. Cụ thể, Thượng nghị sĩ Rick Scott và Mark Warner đã giới thiệu đạo luật chống UAV của Trung Quốc và hỗ trợ UAV cho các cơ quan thực thi pháp luật. Theo Thượng nghị sĩ Rick Scott, UAV do Trung Quốc sản xuất gây ra mối đe dọa đáng kể đến quyền tự do và an ninh của Mỹ và không được phép tiếp tục hoạt động trên bầu trời Mỹ. Các công ty có trụ sở tại Trung Quốc phải tuân theo ý muốn của chính quyền nước này, nghĩa là Bắc Kinh có toàn quyền để truy cập mọi dữ liệu được thu thập bởi các thiết bị. Chính quyền Bắc Kinh từ lâu vốn nổi tiếng với hoạt động do thám, trộm cắp và gián điệp, có thể tiếp cận các cảnh quay về cuộc sống của người dân Mỹ, các doanh nghiệp và các cơ sở quan trọng của đối phương mà họ không hề ai biết. Bộ luật này sẽ cấm các công ty liên quan tham gia vào ngành công nghiệp UAV có liên hệ với Trung Quốc, bằng cách thêm họ vào danh sách được Ủy ban Truyền thông Liên bang Quản lý. Dự luật này cũng sẽ thiết lập một chương trình tài trợ ngắn hạn, để cho phép những người muốn thay thế UAV hiện có của Trung Quốc và mua các sản phẩm thay thế do Mỹ và châu Âu sản xuất. Chương trình này được cho là chương trình UAV an toàn ứng cứu đầu tiên, với khoản kinh phí được cho là 15 triệu đô la cho năm 2025. Dân biểu Mark Green cho biết rằng DJI và Autel kiểm soát khoảng 90% thị trường UAV toàn cầu. Hai công ty Trung Quốc này có mối quan hệ thương mại với hàng nghìn cơ quan thực thi pháp luật tại Mỹ. Vào tháng 6 vừa qua, hai nhà lập pháp Hạ Viện đã gửi một lá thư Yêu cầu bộ an ninh nội địa phải giải mật các mối đe dọa do UAV của Trung Quốc gây ra. Và để giải quyết các mối đe dọa do UAV của Trung Quốc gây ra thì hai thượng nghị sĩ Scott và Warner đã đưa ra đạo luật UAV an ninh Hoa Kỳ năm 2023, được tổng thống Biden đã ký thành luật. Luật này cấm các cơ quan liên bang mua và vận hành máy bay không người lái do các công ty Trung Quốc sản xuất. Vào tháng 1, FBI và cơ quan an ninh mạng Cùng với cơ sở hạ tầng đã ban hành một bản ghi nhớ về các lỗ hổng an ninh mạng liên quan đến UAV do Trung Quốc sản xuất. Bản ghi nhớ chỉ ra rằng các luật khác nhau của Trung Quốc, bao gồm luật tình báo quốc gia của nước này, có hiệu lực từ năm 2017, buộc các công ty Trung Quốc phải giao nộp dữ liệu thu thập được trong nước và các nơi khác cho các cơ quan tình báo của Bắc Kinh. Vào năm 2022, Lầu Năm Góc đã thêm DJI vào danh sách các công ty quân sự Trung Quốc hoạt động trực tiếp hoặc gián tiếp tại Mỹ. Nhật Bản và Đài Loan tập trận chung sau hơn 50 năm Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản và Đài Loan gần đây đã tổ chức một cuộc tập trận hàng hải chung. Đây là lần hợp tác đầu tiên kể từ khi Nhật Bản và Đài Loan cắt đứt quan hệ ngoại giao chính thức vào năm 1972. Các chuyên gia tin rằng diễn biến này có giá trị biểu tượng quan trọng khi Nhật Bản tăng cường tham gia vào các chiến lược phòng thủ Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của NATO nhằm chống lại các mối đe dọa từ chính quyền Bắc Kinh. Cuộc tập trận chung diễn ra từ ngày 18 tháng 7, bao gồm các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, nhằm tăng cường sự thống nhất và năng lực hợp tác thực tế giữa lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản và Đài Loan. Kể từ khi Tổng thống Đài Loan lại thành Đức nhậm chức vào tháng 5, Bắc Kinh đã leo thang lập trường hung hăng với Đài Loan. Điều này bao gồm việc tăng cường các cuộc tập trận quân sự xung quanh hòn đảo bằng cả máy bay và tàu chiến, thường xuyên vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan và xâm nhập không phận của hòn đảo này. Tổng thống Đài Loan đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố cơ sở hạ tầng quốc phòng của Đài Loan và tăng cường quan hệ với các đồng minh quốc tế. Yoshimasa Hayashi, Tổng thư ký nội các của Nhật Bản cho biết, có mối liên hệ sâu sắc giữa Nhật Bản và Đài Loan. Đó là các giá trị cơ bản chung, sự phụ thuộc lẫn nhau về nền kinh tế và sự trao đổi giữa nhân dân hai nước. Ông mô tả rằng Đài Loan là một đối tác quan trọng và là người bạn thân thiết nhất của Nhật Bản tại châu Á. Các tổ chức liên lạc dân sự từ cả hai quốc gia đã ký một biên bản ghi nhớ tập trung vào hợp tác trong tìm kiếm và cứu nạn trên biển, chống buôn lậu và ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, ông Hayashi phủ nhận cuộc tập trận nhắm vào bất kỳ quốc gia thứ ba nào, bao gồm cả Trung Quốc. Khẳng định tương tác giữa Nhật Bản và Đài Loan sẽ tiếp tục trên cơ sở dân sự nhằm mục đích tăng cường hợp tác và trao đổi lẫn nhau. Nhật Bản trước đây rất thận trọng trong cách tiếp cận đối với Bắc Kinh và do dự khi tham gia mạnh mẽ với Đài Loan. Tuy nhiên thì những diễn biến gần đây cho thấy rằng Nhật Bản đang dần thừa nhận tầm quan trọng của eo biển Đài Loan đối với an ninh khu vực. Liên quan đến sự việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiện đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với cuộc tập trận hàng hải chung đầu tiên giữa Nhật Bản và Đài Loan kể từ khi hai nước này cắt đứt quan hệ ngoại giao. Giới quan sát dự đoán, Bắc Kinh có thể sẽ đệ trình một công hàm ngoại giao chính thức để phản đối Nhật Bản và có thể tăng cường sự hiện diện trong khu vực bằng cách triển khai thêm lực lượng bảo vệ bờ biển. Tuy nhiên, ngày càng có sự đồng thuận từ Tokyo, Washington, Đài Bắc và Seoul chống lại các chiến thuật đe dọa từ Bắc Kinh. Cuộc tập trận chung công khai giữa Nhật Bản và Đài Loan chỉ là một phần của xu hướng chiến lược rộng lớn hơn nhiều. Các chuyên gia cho rằng những hoạt động quân sự này cho thấy tính cấp thiết về mặt chiến lược mà các quốc gia này cảm thấy trong việc giải quyết các mối đe dọa tiềm tàng ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương các nước NATO đã nhận ra rằng họ không thể chỉ tập trung vào châu Âu. Vì các tuyến đường vận chuyển từ Đông Bắc Á đến châu Âu chiếm tới gần 30% tổng số của thế giới. Đại diện cho một phần quan trọng trong chuỗi cung ứng của châu Âu. Và nếu có một sự cố xảy ra tại ưu biển Đài Loan, thì đó không chỉ là mối quan tâm của Nhật Bản, Hàn Quốc mà còn của cả phương Tây. Vào tháng 7 năm 2023, Nhật Bản đã trở thành quan sát viên của NATO trong hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vinius. Động thái này nhằm mục đích tăng cường sự hợp tác về cách thức an ninh và tăng cường quan hệ đối tác của Nhật Bản với NATO. Ngoài ra, các cuộc thảo luận về việc thành lập văn phòng liên lạc NATO tại Nhật Bản đã bắt đầu vào năm 2023. Văn phòng được đề xuất này nhằm mục đích tăng cường hợp tác và tham vấn giữa NATO với các đối tác quan trọng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand, để ứng phó với các lo ngại và an ninh liên quan đến Trung Quốc và Nga. Thông tin này cũng đã kết thúc bài bình luận hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!